chuyên đề du lịch qua radio. Ban biên tập chuyên đề du lịch qua radio xin kính chào quý vị và các bạn. Chuyên đề này được phát sóng trong khung giờ từ 8 giờ đến 8 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần. Trong chuyên đề hôm nay sẽ có những thông tin du lịch đáng chú ý sau. Những thành tựu của du lịch Việt Nam. Một du lịch trong nước sẽ giới thiệu đến các bạn về những điểm du lịch mới đầy sức hấp dẫn tại Đà Lạt, thành phố Ngàn Hoa, một du lịch nước ngoài sẽ giới thiệu đến quý vị về Jakarta là thủ đô của Indonesia. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ du lịch thế giới. Điều này thể hiện rõ nét qua bộ sưu tập giải thưởng danh giá quốc tế năm sau luôn nhiều hơn năm trước. Có những giải pháp mà nếu chỉ 10 năm trước đây, sẽ ít ai nghĩ một quốc gia vốn được coi là thiên đường du lịch giá rẻ lại đạt tới. Năm 2020, mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến du lịch, nhưng vẫn là một năm bội thu giải thưởng của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Một trong những dấu ấn tiêu biểu là dinh dự được Tổ chức Du lịch Thế giới trao tặng danh hiệu điểm đến di sản hàng đầu thế giới 2020. Bên cạnh đó là điểm đến hàng đầu châu Á về di sản, ẩm thực, golf cùng rất nhiều giải thưởng danh giá cho các hạng mục về dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng. Ông Hà Giang Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch cho biết. Thương hiệu du lịch Việt Nam nó gắn liền với các cái danh hiệu đó và từ đó thì các cái sản phẩm du lịch về văn hóa, sản phẩm du lịch về di sản, sản phẩm du lịch về ẩm thực cũng như là golf sẽ được đầu tư định hướng đầu tư phát triển. Bà Nguyễn Thị Quyền, giám đốc điều hành công ty Việt Tranh Tour nhận xét: Về tầm cỡ của quốc gia, về mức độ truyền thông của Việt Nam đến với bạn bè thế giới thì phải nói đấy là một cái mà cái cơ hội mặc dù chúng ta chưa thể gặt hái được ngay cái cơ hội đó nhưng mà đây cũng là cái cơ hội để chúng ta truyền thông, quảng bá về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, văn hóa của Việt Nam. Ngay sau khi nhận được các giải thưởng du lịch uy tín thế giới tháng 12 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt đề án xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa. Đề án xác định mục tiêu định vị thương hiệu du lịch văn hóa Việt Nam dựa trên giá trị văn hóa đặc sắc Việt Nam, trong đó tập trung vào giá trị di sản và giá trị văn hóa ẩm thực, qua đó hình thành hệ thống điểm đến sản phẩm du lịch đặc trưng. Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông nói: Chúng tôi tôn trọng và coi trọng việc bảo tồn văn hóa và phát triển theo xu hướng văn hóa du lịch nó là sản phẩm của du lịch, nó mang tính chất bền vững. Với những thành tích rõ rệt trong việc khống chế đại dịch, những sản phẩm đẳng cấp được quốc tế ghi nhận, rõ ràng Việt Nam đang vượt trội về lợi thế để bước tới những tầm cao hơn khi dịch Covid-19 được kiểm soát trên thế giới. Ông Trần Việt Hùng, Chủ tịch Hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Các đơn vị của du lịch của Hàn Quốc và Nhật Bản thì đang chọn cái, cái thị trường Việt Nam và qua cái tiếp xúc đó thì hiện nay một số thị trường gần đó, à, mình giống như Úc hay là một số nước thì hiện nay đó là là cũng chọn thị trường Việt Nam năm 2021 du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ chương trình kích cầu du lịch nội địa chuẩn bị sẵn sàng đón khách quốc tế khi điều kiện cho phép với phương châm liên kết hành động và phát triển khi du lịch trong nước hoạt động tốt khách nội địa phục hồi chính là hình ảnh quảng bá mạnh mẽ về một Việt Nam an toàn, hấp dẫn ngay sau dịch. Thưa quý vị và các bạn, Đà Lạt thơ mộng với ngàn hoa khoe sắc và khí hậu ôn hòa, mát lạnh, khiến bao con tim lữ khách sao xuyến. Đà Lạt cứ thế, một chút gợi mở, một chút bí ẩn. Hãy dành thời gian để tận hưởng hương vị cuộc sống qua bốn điểm du lịch cực đẹp dưới đây đang được giới trẻ yêu thích. Nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 25 km, đây là điểm du lịch miễn phí nên đồi chè cầu đất không chỉ là điểm check-in sống ảo tuyệt vời của các bạn trẻ, mà còn được các cặp đôi chọn mặt gửi dàng thực hiện những bộ ánh cưới khi du lịch Đà Lạt. Đứng trên đồi chè vào buổi sáng sớm, bạn sẽ tận hưởng không khí trong lành và ngắm những luống chè xanh tươi mơn mởn trồng san sát nhau và cảm giác như đứng bồng bềnh trong mây mọi lo toan bộn bề trong đời sống thường nhật dường như tan biến trong hư vô cánh đồng hoa cẩm tú cầu hiếm có nơi nào ở việt nam mà hoa cẩm tú cầu lại rực rỡ như ở đà lạt loài hoa này được trồng ở nhiều nơi và trở thành đặc sản của thành phố Dường hoa cẩm tú cầu trải mát là điểm ngắm hoa nổi tiếng được nhiều cặp đôi chọn làm nơi chụp ảnh với diện tích rộng hơn hai hectare cánh đồng hoa tọa lạc bên dưới những tán rừng thông xinh đẹp tạo nên khung cảnh lãng mạn vẻ đẹp của những cánh hoa mỏng manh gian chút kề nhau tạo thành từng chùm hình tròn khiến ta càng ngắm càng yêu làng cổ tích hay còn gọi là đà lạt fairy tale land nơi đây chính là điểm hẹn lý tưởng để bạn sống lại giấc mơ thuở bé lạc đến xứ sở thần tiên khung cảnh đà lạt fairy tale land gợi lại những câu chuyện cổ tích quen thuộc nào là nàng bạch tuyết và bảy chú lùn, nàng công chúa ngủ trong rừng, lọ lem, những ngôi nhà độc đáo của các chú lùn Hobbiton. Chính điều này đã khiến cho Đà Lạt Fairytale Land trở nên thi vị hơn bao giờ hết. Một thế giới hồn nhiên nhưng đủ để làm con tim bạn thổn thức. Một nông trại cúng hay còn gọi là Phobby Farm. Đây là nông trại cúng đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Có hơn 100 chú cúng nhiều chủng loại khác nhau như Husky, Alaska Corgi vô cùng dễ thương. Đến đây, bạn sẽ được tận tay ôm chúng, tha hồ ngắm chúng làm những trò nghịch ngợm và ghi lại những khoảnh khắc thật đáng yêu. Ngoài ra, Poppy Farm còn có cả vườn cà chua sạch được trồng trong nhà kính, một vườn dâu tây công nghệ cao để du khách có thể đến tham quan chụp ảnh. K Garden, bonsai và coffee hay còn gọi là tiểu Nhật Bản giữa lòng Đà Lạt, với diện tích rộng 20.000 20 m2, Khe Garden, Bonsai và Coffee là khu vườn bonsai lá kim lớn nhất Việt Nam. Bao bọc xung quanh là những vườn hoa nổi tiếng, tạo ra không gian vô cùng đặc sắc. Bên cạnh đó, nơi đây còn thiết kế những hồ cá coi đạt tiêu chuẩn Nhật Bản với nhiều giống khác nhau. Khe Garden, Bonsai và Coffee mang đến cho bạn một không gian thư thái dễ chịu hòa quyện với thiên nhiên nhẹ nhàng, sẽ là điểm đến lý tưởng khi đặt chân đến Đà Lạt. Gallery La Chocotia là bảo tàng sô-cô-la đầu tiên tại Việt Nam và cũng là địa điểm không thể bỏ qua khi đến tham quan Đà Lạt. Không gian nghệ thuật Gallery La Chocotea đặt tại khuôn viên bảo tàng sinh học và được trang trí theo phong cách cổ điển. Đến đây, bạn sẽ được khám phá quy trình tạo hình sô-cô-la độc đáo, chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật làm từ sô-cô-la và cảm nhận hương vị sô-cô-la nguyên chất. Sự tinh xảo trong từng đường nét tạo hình làm cho những khối sô-cô-la như một tác phẩm điêu khắc thực thụ khiến người xem trầm trồ vì sự sáng tạo cần mẫn của các nghệ nhân đà lạt hiện có rất nhiều điểm đến nhưng đây là một vài điểm mới lạ thu hút được nhiều du khách đến tham quan chụp ảnh và tất nhiên những điểm này sẽ không làm bạn thất vọng khi ghé qua và chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng khó quên khi bạn đến với thành phố sương mù này Thưa quý vị và các bạn, Jakarta là thủ đô của Indonesia, đồng thời cũng là một điểm tham quan du lịch hấp dẫn khách đến thăm. Thành phố này có rất nhiều điểm du lịch thú vị. Bạn có thể tham quan trong kỳ nghỉ như các di tích lịch sử văn hóa, tụ điểm vui chơi giải trí hiện đại, các trung tâm mua sắm xăm quốc. Jakarta được biết tới với các điểm tham quan khám phá thú vị như Đài tưởng niệm quốc gia Monat, Công viên Taman Mini Indonesia, Indah Pulau Seribu, khu phố cổ Kotatua, trung tâm nghệ thuật Taman, Ismail Mazuki và khu liên hợp giải trí Dunia Fantasy. Tất cả các điểm này luôn được các công ty du lịch dịch vụ lữ hành thiết kế vào lịch trình tour họ khai thác. Monas, hay đại tưởng niệm quốc gia là biểu tượng của thủ đô Jakarta, cũng là niềm tự hào của đất nước Indonesia. Sở hữu kiến trúc tráng lệ và quy hoạch đô thị ấn tượng xung quanh, tượng đài hiện là điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch. Vào mỗi kỳ nghỉ, Monas cũng là địa điểm giải trí ưa thích của người dân Jakarta. Công viên tượng đài là nơi khá lý tưởng để các gia đình, bạn bè, đồng nghiệp dạo mát trò chuyện. Tòa lạc ngay trung tâm quảng trường Medeka, tháp Monas cao 132 m tượng trưng cho cuộc đấu tranh anh dũng, quật cường của người Indonesia. Việc xây dựng công trình này được tiến hành vào năm 1961 dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Sukarno. Đến năm 1975 thì mở cửa cho công chúng tham quan Đỉnh tháp nổi bật với hình tượng ngọn lửa được bao phủ bằng vàng lá. Taman Mini Indonesia Indah là một công viên lịch sử văn hóa Indonesia, kết hợp du lịch giải trí gia đình. Công viên được xem là bản tóm tắt mô hình thu nhỏ của Indonesia qua các nền văn hóa. Trong đó có các khía cạnh khác nhau về cuộc sống hàng ngày tại 26 tỉnh Indonesia. Trong công viên trưng bày các kiến trúc truyền thống, trang phục, điệu nhảy truyền thống của các khu vực bạn có thể tìm hiểu. Với hệ thống cáp treo, bảo tàng, nhà mát IMAX và các tiện nghi giải trí, Taman Mini Indonesia Inda là một trong những khu du lịch nước ngoài hút khách. Taman Ismail Mazuki là một trung tâm hoạt động nghệ thuật ở Jakarta. Nơi đây thường xuyên có những triển lãm nghệ thuật, hoạt động nghệ thuật, văn hóa truyền thống và đương đại Jakarta. Ngoài ra, trung tâm này còn có 6 rạp chiếu phim hiện đại, các phòng triển lãm, phòng trưng bày, kho lưu trữ và cả nhà hát. Kota Tour là một khu rất nổi tiếng và đặc biệt thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Nơi này còn được gọi là On Batavia, một khu vực nhỏ ở Jakarta. Tại đây, bạn có thể tận mắt nhìn ngắm các tòa nhà cổ kính, mang phong cách kiến trúc Hà Lan, châu Âu hay Trung Quốc. Những địa điểm thú vị bạn có thể tìm hiểu ở Kota Tua là các bảo tàng như bảo tàng lịch sử Jakarta bảo tàng Wayang, bảo tàng gốm sứ bảo tàng mỹ thuật bảo tàng ngân hàng mandiri bảo tàng ngân hàng indonesia bảo tàng hàng hải ga Jakarta cảng sunda kelapa cầu kota intan tháp siabanda batavia Cafe, khách sạn batavia và nhiều tòa nhà cổ khác pulau seribu hay thousand island gồm khoảng 140 hòn đảo nhỏ nằm rải rác trong vùng dịnh. Đây là một điểm du lịch ấn tượng, nơi tuyệt vời để thư giãn và cách không quá xa thủ đô Jakarta. Những hòn đảo nghỉ mát đáng đến tại Pulau Seribu là đảo Ayer, Princess, Tepa, Raibau và Pantera. Phương tiện di chuyển, nơi lưu trú và thiết bị hỗ trợ cho các môn thể thao biển nơi đây luôn đáp ứng tốt nhất nhu cầu du khách nhà Fantasy là một khu liên hợp vui chơi giải trí tại thành phố Vịnh Ancon, Jakarta. Nơi đây được chia thành nhiều khu vực với các chủ đề riêng và mang đặc trưng riêng. Bên cạnh các trò chơi hấp dẫn, nhà Fantasy còn có một số nhà hàng và cửa hàng lưu niệm. Ngoài các điểm đến kể trên, khi du lịch Jakarta, nếu bạn bỏ lỡ cơ hội mua sắm thú vị nơi đây thì thật đáng tiếc. Jakarta là một trong những thành phố châu Á có nhiều trung tâm mua sắm sầm quốc hiện đại. Các trung tâm mua sắm bạn nên đến là Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Senayan City. Jakarta, thủ đô của Indonesia, là một điểm tham quan du lịch hấp dẫn. Thành phố này có rất nhiều điểm du lịch độc đáo. Những thông tin nêu trên sẽ giúp bạn có một chuyến đi du lịch thú vị đến Jakarta khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt. quý vị và các bạn chuyên đề du lịch cùng radio hôm nay xin tạm dừng tại đây hẹn gặp lại các bạn trong chuyên đề tuần sau thân ái chào tạm biệt